xe bị khóa cổ và mất chìa cách cửa hàng 15 km. Khóa cổ. Anh mất chìa khóa. Dạ, đâu rồi để em. Ta tiến hành thôi. Công việc thì anh này nổi tiếng rồi. Ui, có gì đâu bác, công việc hàng ngày thôi. Đi vào thành phố Hồ Chí Minh dạ. Chuyện cơm bữa rồi. Ui, thì bây giờ mọi thứ nó phát triển bác. Dạ, mọi thứ nó phát triển. Tớ bạn nói đấy. Thì anh thì vâng, điều chỉnh cho nó đôi xong rồi nó lắp từ. Okay. Đấy. Yên tâm là nó sẽ được thôi nhỉ. Nó chậm.